Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay Di động Cao cấp .vn giới thiệu bạn một dịch vụ mới tại Di động Cao cấp .vn. Một sản phẩm, một linh kiện mới gắn liền điện thoại Samsung Galaxy Note S. Đó là phần nắp lưng của điện thoại Samsung Galaxy Note S chính hãng đang được bán tại Di động Cao cấp .vn. Khi khách hàng có nhu cầu thay mới nắp lưng của điện thoại Samsung Galaxy Note S bị vỡ, xước, rồi rơi và đập trong quá trình sử dụng, làm mất cái vẻ đẹp ban đầu vốn có của nắp lưng điện thoại Samsung Galaxy Note S, khách hàng vui lòng qua các địa chỉ của Di động Cao cấp .vn để được tư vấn hướng dẫn thay mới nắp lưng của điện thoại Samsung Galaxy Note S chính hãng. Hiện tại nắp lưng của điện thoại Samsung Galaxy Note S tại Di động Cao cấp .vn có đủ màu đen, trắng, xám, vàng đều đã có sẵn tại Di động Cao cấp .vn. Đặc biệt với các phiên bản đến từ Nhật, nắp lưng Galaxy Note S đến từ Nhật cũng có sẵn tại Di động Cao cấp .vn. Tất cả đều là hàng chính hãng 100%. Khi khách hàng cần tư vấn hướng dẫn cụ thể cách giao nhận hàng, mua như thế nào, chuyển hàng như thế nào, khách hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 04 66 75 099. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp .vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể quý khách hàng cách mua nắp lưng điện thoại Samsung Galaxy Note S chính hãng. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của Di động Cao cấp .vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Samsung Galaxy Note S hàng đầu hiện nay.